này thiện hiện nếu đại bồ tát quán như thật về tám giải thoát chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quán như thật về tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quán như thật về bốn niệm trụ chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quán như thật về bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng gia tám chi thánh đạo chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát quán như thật về pháp môn giải thoát không chẳng phải tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, quán như thật về pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau. Này thiện hiện, nếu đại bồ tát quá như thật về năm lại mắt chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về sáu phép thần thông chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về mười lực phật chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quán như thật về bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, chẳng tương ưng, chẳng phải chẳng tương ưng, thì đại Bồ Tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về pháp không quên mất chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về tánh luôn luôn xả chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về trí nhất thiết chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau này thiện hiện nếu đại bồ tát quá như thật về tất cả pháp môn đà la ni chẳng phải tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng quá như thật về tất cả pháp môn tam ma địa chẳng tương ưng chẳng phải chẳng tương ưng thì đại bồ tát ấy thường cùng tương ưng với sáu phép ba la mật đa chẳng lìa bỏ nhau